chào tất cả các chị đã theo dõi video clip của Lecast ngày hôm nay. Hôm nay thì Lecast có lên một sản phẩm mới, cực kỳ mới của Lecast trong bộ sưu tập tháng 9 này, có tên gọi là Diệp. Diệp là một phong cách túi pha trộn giữa dáng hobo kèm với dáng crossbody. Và tất nhiên khi sử dụng Diệp, các chị sẽ hoàn toàn có thể đeo chéo, đeo vai. Ngoài ra, bạn Diệp sẽ có thêm một cách đeo khác nữa. Khi anh chị sử dụng với cả phần xích, mình sẽ có thể buông thõng cái phần dây này. Diệp lần này sẽ được thiết kế với phụ kiện vàng cộng với cả một cái phần xích mới. Xích này của Lecast có tên gọi là xích hổ phách. Diệp có kích thước ngang 27.5cm, cao thân giữa 18cm và độ rộng đáy là 9.7cm, để được rất là nhiều đồ ạ. Sản phẩm sẽ có 2 dây, một dây xách tay và một dây đeo chéo. Tiếp đến với ngăn nội thất, sản phẩm có một ngăn chính, có một ngăn khóa kéo, có một ngăn vách và chắc chắn là không thể thiếu một ngăn ATM. Đây là toàn bộ nội thất mà Diệp có thể để, thậm chí là nhiều hơn như thế. Sản phẩm được sử dụng hoàn toàn bằng chất liệu da bò lớp 1 và được Lecast bảo hành chính hãng trọn đời tại Lecast Leather. Khi anh chị đặt hàng với mức giá chỉ từ 3.090.000 là mình đã có một chiếc túi xách với rất là nhiều kiểu đeo khác nhau. Nếu các anh chị quan tâm, hãy comment ngay dưới clip này với cú pháp là Diệp 6 rồi cách số điện thoại để thợ da Lecast có thể nhanh chóng gửi những chiếc túi ví xinh đẹp tới cho các anh chị ạ.